Thưa quý vị và các bạn, bún, phở hay bánh tráng từ lâu đã trở thành một nét truyền thống của ẩm thực Việt. Tuy nhiên, trên thị trường đang xuất hiện không ít cơ sở sản xuất bún, phở chứa chất phụ gia quá mức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng lựa chọn được cơ sở cung cấp bún, phở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau. Với mục đích hiện đại hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất và sản lượng bún và đặc biệt tuân thủ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Tùng đã đang là cơ sở cung cấp bún, phở lớn hàng đầu tỉnh Hải Dương phục vụ nhu cầu thực khách. Để làm ra được những sợi bún tươi, bánh phở phải trải qua rất nhiều công đoạn như lựa chọn gạo phải trắng, không mối mọt, chắc đều, không lẫn tạp chất thì mới có thể đem ngâm để làm bún, phở. Sau khi ngâm thì phải trải qua các bước tráng lại gạo để loại bỏ vị chua. Khi làm bột, gạo phải để ráo nước rồi cho vào máy xay thành bột nước. Bột gạo khi xay phải đạt được độ mịn nhất định, không được quá đặc hay quá lỏng. Kế tiếp là công đoạn ủ bột trong thời gian quy định rồi ép hết nước chua và cho vào khăn vải ép khô, ráo hết nước. Sau khi ủ và ép khô, bột sẽ được đánh nhuyễn thành bột chín. Trước khi ra thành phẩm, sợi bún và sợi phở sẽ được ngâm vào nước lạnh để làm tăng độ dai. Toàn bộ quy trình được thực hiện trong hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gửi chọn độ tươi ngon khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cái tiêu chuẩn về cái quy trình sản xuất của nhà máy mình thì là thứ nhất không sử dụng các cái chất tẩy trắng và cái thứ hai là không sử dụng hàn the. Tất cả sử dụng bằng nguyên liệu được chọn lọc, qua chọn lọc chuẩn đưa vào để làm ra các sợi bún, không sử dụng các hóa chất đó để tẩy trắng và nguồn nước để đảm bảo nó sẽ ra được cái sản phẩm tốt nhất. Quy trình sản xuất của bên công ty chúng tôi là phải đảm bảo những cái tiêu chí là thứ nhất là đề cao về cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng như các bước của công nhân cũng phải trải qua những từ khâu vệ sinh cho đến khử trùng và đến khâu làm việc thì chuẩn theo các bước của công ty đã đề ra. Bên công ty chúng tôi cũng đã được bên Sở Công Thương và Bộ Y tế cũng đã cấp cho phép để cung cấp sản phẩm ra thị trường. Thứ nhất là cũng là bên các bếp ăn công nghiệp và bên ngoài của thị trường các bún phở lân cận các tỉnh. Công ty chúng tôi tất cả các sản phẩm từ công ty chúng tôi sản xuất ra, chúng tôi khẳng định và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm là không có sử dụng đến hóa chất bất kể trong một cái sản phẩm nào. Hiện nay, sản phẩm bún phở của công ty đang được phân phối tới các cửa hàng, đại lý buôn bán và các bếp ăn công nghiệp trên khắp các tỉnh thành lân cận. Chất lượng sản phẩm được kiểm định rõ ràng, quy trình sản xuất luôn đáp ứng theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã giúp công ty Thanh Tùng được các cửa hàng và các bếp ăn tin tưởng lựa chọn. Tiêu chí của khách bây giờ là phải thực phẩm an toàn và bản thân chúng tôi cũng phục vụ gần đây là hầu như các cơ quan nhà nước ở đây rất là nhiều. Mà cán bộ ăn cũng rất đông nên chúng tôi phải có lựa chọn cái thực phẩm an toàn nhất để phục vụ quý khách. Mình ăn nhiều lần rồi mình sẽ quay lại đây vì là nó an toàn thực phẩm hơn nữa là nó ngon, sợi nó dai khi tôi ăn rồi tôi còn mua về cho các cháu ở nhà nữa. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng chọn lựa được những thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở bán thực phẩm sạch hoặc chỉ mua những thực phẩm đã được đóng dấu kiểm định chất lượng của các cơ quan quản lý nhà nước. Có như vậy mới mong trong các bữa ăn của người Việt vừa đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.